Xin mời. Xin chào cả nhà nhá. Lâu rồi bữa nay mình làm một video cho mọi người xem. Đây, hello cả nhà nhá. Bữa nay là mình mua được mấy quả nhót ở bên bên chợ về. Mình sẽ thử vài quả ăn chơi về mọi người nhá. Chua quá mọi người đừng. Trẻ con nó ăn được, chứ mình đã ăn được rồi nhá. Các bạn là hơi bị chua ấy. Nhỏ, nét nhỏ đắt. Đây, nhìn hai đứa trẻ con ăn không biết. Không, ăn. Oh no. Nhắc nó chưa ở đây. Nhắc nó chưa ở đây nhỏ cái. Mọi người mình chưa ăn mà nước bọt đã chảy ra hết rồi. Đây mời mọi người á. Ăn nó. Trẻ nó biết rõ. Hơi nóng mọi người ạ. Ăn nó hơi nóng. Tao thì ạ, tao không phải nè, nó chỉ là dạ không à. Cô ăn theo này mấy quả. Mấy đứa trẻ con ăn ba hết ba quả. Hết hai quả đấy, mình chỉ ăn một quả thôi. Ngon chua chua. Ui. Hơi ngon ngon đấy. Cái giờ là tôi bật lối không nhặt ra. Số nhà kìa mò. Mình thử ăn quả vàng đấy nó ngon nha. Ăn một quả toát hết mồ hôi rồi mọi người. Hai đứa trẻ con ăn trong việc gì luôn. Mình nèo nó cao ấy, giá chị nói có đạo đại 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 cái nhà. Ai hết bốc quả rồi. Nhưng mà chữ. Thế ăn như kiểu là chữ không ạ? Chỗ của chính nào ấy? Ô cả vàng càng chua. Đã. Đã có cả thôi kìa đi không? Đã khổ đó rồi. Cái gì Thì nha, 1, 2, 3.
giấu chị ở dưới chị nha nè, giấu nhà nè, chị xả nè. Cho nên là con có chèm ngon luôn. Chứ chị có chèm nè. Ngồi hai ba. Mẹ nó gì khác. Cậu cô à. Khá nó rồi. Đây mọi người, mình ăn được một lúc mình ăn không nổi à. Để cho bà mẹ con ăn thử cho mà ăn hết không. Mình ăn rõ chua nhưng mà họ ăn không thể cảm thấy không chua tí nào luôn. Nè, nó mất cái khẩu video. Quả này cả là mình mua về mời mọi người ăn thôi, còn mình không ăn nổi. Chứ cậu là ngon, nếu là chua. Thấy không, nó mà hay lối không. Đây, cho bạn này ăn thử một quả chứ nào. Dòng cho một hôn thôi, chứ không là quay rồi. Mà ăn xem nó già không. Ui, no. No. Chị nhắc kia. Đồ ăn ngon. Lát này ngon. Lát này ngon nhưng mình nhặt mặt nhắn hết rồi. Ngon lắm. Rất là ngon. Chị xua thì ngon. Rất là ngon. À cái vào vàng kia. Chị con ăn này hơi bị khỏe đấy. Ngon mà. Ngon mà. Một chốc lát là họ ăn gần hết rồi. Mấy đứa trẻ con ăn gần hết rồi. Đây sẽ là bốn, còn bốn quả thôi thì ăn xem nào. Nên thì thí ra thì xuống nó tào. Mày có tụi nó. Nhanh lên. Ngon không? Ngon à? Chị nha kìa. Cô lô kê lê. Nhưng mà nhanh lên tự nhiên kìa. Nó mà khóc thật rồi kìa trẻ, chả lẽ nó chỉ nó khóc kìa được. Chả lẽ nó chửi thế này hả? Đây mình ăn rất là chua nha mọi người ạ. Mấy đứa trẻ con ăn thì không thích chua thế nào, ăn chút là hết rồi. Còn chứ. Cao cỡ. Bề duy nhất là còn một đứa thôi. Cái này ngon lắm. Kaka cao cao. Đây nha, đứa trẻ từ đầu ăn từ đầu đến giờ là không cầm dắt chua tí nào luôn. Ăn như kiểu ngọt đấy. Gọi là trẻ con ăn khỏe hơn. Bây giờ tự nhiên nó chịu cao rồi. Hết rồi, ăn hết rồi. Đây một tí mà ăn xong hết luôn. Đây. Còn mỗi cái hạt không này. Đây, thấy chưa? Mình ăn được 4 quả. Đúng thôi, hết rồi. Đây ăn tím toát mồ hôi này. Trời nắng nữa. Đây mọi người nhá, còn duy nhất một quả thôi. Còn bây giờ mình sẽ ăn nốt quả này nữa là. Nhưng mà chua quá mình chẳng muốn ăn nữa. Mình ăn mà nhốt con nó tạt nước bọt quá. Mà bạn chú nhóc cái khách gì hết nó nè, nhà mày trả gì. Chê bạn đấy khảo. Mình còn ăn, mình còn ra nước bọt chứ. Là vai không? Vậy. Ngọt nhưng mà ra nước bọt nhiều lắm mọi người ạ. Thôi còn tí nữa không chua nữa. Thôi còn đá này mình giảm bớt không chua tí nào nhé. Giờ đi chua. Không chua. Không được, không làm được. Không làm được. Ăn đi. Thôi chua quá ăn đi thôi mọi người ạ. Tí lại đi ngoài ấy. Bye bye. Tí nó lại đi ngoài nhiều. Tôi như vậy thì chia sẻ đến đây thôi nha. Thì chua quá mình cũng không muốn ăn nhiều à. Cho mọi người xem ăn nhiều mọi người này không được tốt cho lắm đấy. Thôi bây giờ mình chào mọi người, mình kết thúc video đây thôi. Bye bye. Mọi người thấy hai đứa trẻ con này xinh thì chia sẻ video hộ mình nha.
Tôi xin chào mọi người.